Em sao mọi người ạ? Lag ghê á. Lag là mấy mọi người ạ? Hay là tại vì bật nhạc của nước ngoài mà Facebook không cho phép, đâm ra là người ta không cho tiếp tục nhỉ? Còn ai vào chơi với tôi không? Dạo này mập quá, trời ơi. Được khen thì thấy thích lắm ấy luôn ấy. À, lý do livestream thì cái gì đây? Lý do livestream thì cũng không có gì đặc biệt cả, tại vì hôm nay đấy như mọi người biết là lỡ make up xinh đẹp, đâm ra là livestream nói chuyện mà ngầm tí. Ôi, lá quá nhở? Sao ấy nhở? Có ai đoán được bài hát mình đang bật tên là gì không? Tất cả những fan K-pop đâu rồi? Để bật nhạc lên xem mọi người có đoán được bài gì không nhá. Bạn biết chỗ nào giảm béo không? Ôi, tớ nói thật là tớ không có nhu cầu giảm béo nên là vấn đề giảm cân thì tớ không biết một tí gì luôn. Tại vì tớ chỉ có uống thuốc để tăng cân thôi, chứ không có uống thuốc để giảm cân. Mọi người vẫn còn thức đông nhỉ? Chị ơi, thức khuya làm việc mắt hay bị quầng thâm. Chị giúp em gì? Ôi, cái quầng thâm mắt thì nó cũng khá là khó đấy. Tại vì quầng thâm mắt thì nó liên quan đến sắc tố da mất rồi, chứ nó khó chữa hơn là vết thâm bình thường, vết thâm mụn thực sự đấy. Đúng rồi, chính là bài Bad Boy. Bài hay. Thank you Hà. Dạo này chấm thức hơi muộn tại vì đang cày phim. Cày phim cái phim gì nhỉ? Kẻ tái sinh. Hiện đang chiếu ở trên kênh VTV3 hay sao á. Đang chiếu trên kênh buổi trưa tầm 12 giờ. Khá là hay. Nên là dạo này hay thức đêm để cày phim đấy. Chị châm trung ngụ Phương ạ. Hôm nay chị ăn gì làm gì ở đâu mà không trả lời tin nhắn của em? Hôm nay phải livestream cho Mobifone cho Trang Gum. Ui, phim đấy hay dã man Vân ơi. Kẻ tái sinh mọi người ạ, rất hay. À, bật bài mới Blackpink này. Du 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 đúng không nhỉ? Ơ xong có du du du. Đây. Chết chị. À, địa chỉ làm răng uy tín. Mình thì mình làm răng ở thẩm mỹ viện Xuân Hương. Thế là mọi người có nhu cầu làm răng thì có thể qua đó nhé. Mình thì mình khá là ưng cái chất răng của thẩm mỹ viện Xuân Hương nên là mọi người có nhu cầu thì có thể qua đó làm. Somebody to put it, she's the one that don't call them a baby.
Ratchet. Bây giờ chị làm nghề gì á? Bây giờ chị thất nghiệp. Nào, chị đi nhảy nào. Áo này chị mua ở Zara nhá. Phê anh Nguyễn. Phở anh Nguyễn. Tại sao em thấy Hàn Quốc người ta nâng mũi nhìn tự nhiên, dã man, mà Việt Nam nhìn cứ bị mũi cứng. Cứng mũi. Chị cũng đang có nhu cầu về nâng mũi, nên là bản thân chị cũng đang tìm hiểu. Thì thấy có hai bác sĩ là có dáng mũi khá là tự nhiên và đầy ở Việt Nam, và bác sĩ Khanh và bác sĩ Nhân, thì vẫn còn đang suy nghĩ là nên làm bác sĩ nào. Mọi người Trâm bảo Trâm có nên làm mũi không. Thực sự là đang máu đi làm mũi lắm luôn ấy. Bây giờ mà không có ai ngăn thì chắc là sẽ đi làm mất. Blackpink. Xin chào My Sky Tân. Chị không làm tiếp viên hàng không nữa rồi. Câu hỏi muôn thuở của các bạn. Chắc phải đến hơn năm nay rồi nha. Năm rưỡi rồi không làm nữa rồi. Mà thấy mọi người vẫn hỏi. Cho anh đang ngủ. Thôi bật bài nhẹ nhàng cho mọi người chuẩn bị đi ngủ nhá. À, Trâm thấy bên Corona là đang tuyển tiếp viên Việt Nam đó. Thế nên là bạn nào có nhu cầu, các em nào có nhu cầu thì có thể ứng tuyển. Mà nghe nói là hình như năm nay là chỉ có thi tuyển ở đầu Sài Gòn thôi sao ấy, chứ không có tuyển ở đầu Hà Nội. Nên là rất tiếc cho các bạn ở Hà Nội. Còn về rồi hả? Mai đi ăn trưa không Leng ơi? Thực ra là livestream này để nhắc khéo mọi người là mình vừa mới livestream ở bên Mobifone đấy. Nên là mọi người nhớ qua cái page của Mobifone để like ủng hộ cái livestream của Trâm nhé. Làm tiếp viên lương cao không chị? Về lương của tiếp viên thì theo chị thấy là khá cao so với mặt bằng chung của người Việt Nam. Nếu mà em có nhu cầu mà thực ra đối với chị thì cái mức lương đấy thì nó chưa đủ. Cho nên là mình thì mình bản thân mình có rất là nhiều tham vọng lớn hơn. Nên là thực ra những cái với bạn trẻ tuổi, những cái bạn mà tầm 19-20 mà thích đi đây đi đó, đi khắp nơi trên thế giới khám phá cái này cái kia, thì có thể là đăng ký tham gia thi tuyển. Thì bạn sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn. Chứ nếu mà
Trang cũng yên tâm là không đè lên đâu. Em đã không những không đè lên mà còn nâng mobifone lên nữa. Yên tâm nhá. Giờ em biết sao chưa? Em cảm ơn anh Linh Lê Chí. Một lát mọi người ạ. Bạn thẳng đầu lên được không? Được chưa ạ? Thẳng thế này là đã được chưa ạ? Thẳng thế này mà chưa được nữa là thôi nhé. Chiều lắm rồi đấy. Chia sẻ kinh nghiệm thi tuyển Crene là thực ra có một cái bí kíp rất là đơn giản. Ngoài việc là các bạn cái phần tiếng Anh không nói làm gì nhá, tại vì thực ra ai đi thi hạng nước ngoài nào mà phải rất là tự, nói chung là cũng kha khá cái kiến thức về tiếng Anh rồi, thì mình không nói về vấn đề tiếng Anh nữa tại vì nó quá là cơ bản rồi. Thế nên là bạn nào đừng bạn nào hỏi là chị ơi phải đi học tiếng Anh không, có phải đi thế nọ thế kia không, cái đấy là cái cơ bản mà các bạn cần phải tìm hiểu trước khi đi thi. Còn mà cái mà mình để chia sẻ ấy, thì có nghĩa là khi mà đi thi hãng Hàn Quốc thì tốt nhất là mình khuyên các bạn nữ không nên gắn mi giả. Ok, không gắn mi giả. Tại vì gắn mi giả lên thì bên Hàn Quốc người ta rất là tôn trọng cái vẻ đẹp tự nhiên và cái vẻ đẹp trong trẻo. Nên là tốt nhất là khi mà đi đi thi cái hãng của tớ ấy, thì cái hãng không phải của tớ, xin lỗi. Cái hãng Crene thì mình nghĩ là các bạn không nên gắn mi giả làm gì, tại vì trông nó sẽ rất là nặng nề và trông không tự nhiên. Đó là một cái chia sẻ của mình. Tất nhiên là nên make up thật là make up kiểu nhẹ nhàng tự nhiên đó, như kiểu các bạn Hàn Quốc hay ở trên TV đó. Em nói chuyện chảnh quá, lương tiếp viên hàng không so với Việt Nam nhưng đủ cho bạn à? Hả, là sao? Lương tiếp viên hàng không so với Việt Nam nhưng đủ cho bạn à, là sao? Ý anh là lương, ý anh bảo là em nói chuyện chảnh mà cái lương của Việt Nam không đủ với em ấy ạ. Thế thì đây, cái này lại là do nhu cầu của mỗi người, do mức sống của mỗi người nữa, chứ không, ví dụ với một người mà một tháng 10 triệu người ta vẫn có thể sống được, nhưng có những người một tháng người ta phải tiêu rất là lớn, một số tiền rất là lớn, thì người ta phải kiếm nhiều hơn cái số tiền người ta dùng. Có nghĩa là ví dụ như bạn mua một cái túi tầm 50 triệu đi, thì ít ra trong tài khoản của bạn cũng phải có 200 triệu thì bạn mới mua được cái túi 50 triệu. Chứ không thể nào mà bạn có trong tài khoản mà có 200 triệu mà bạn mua luôn cái túi 200 triệu thì bạn sống bằng cái gì. Thế là mỗi người có một cái nhu cầu mức sống khác nhau, đúng không ạ? Với em thì em cảm thấy như thế là không đủ, nên là em muốn có một công việc có thể kiếm được nhiều hơn. Và em lựa chọn cái ngành nghề thời trang để em đáp ứng những nhu cầu của em. Ok. Chị Linh ơi, em dặn rồi. Em dặn bạn ý đặt túi rồi đấy. Áo này em mua hàng sale ở Zara hôm ngày vừa sáng nay luôn chị ạ. Hàng sale nha mọi người, có 700.000 thôi. Giá ban đầu là 1.2 triệu nhá, bây giờ còn có 700.000 thôi. Mà mặc khá là xinh. Sao nữa nhỉ? Không biết là nãy không có ai trả lời cho mình về tỷ số nhỉ? Hôm nay tại vì không có kịp xem cái trận của Colombia với cả Senegal ạ. Trận hai trận đấy vừa xong thế nào rồi ạ?
mọi người cập nhật tình hình cho em với. Transfire. Cảm ơn Nguyễn Milly. Thực ra là mình đã bỏ sót rất là nhiều comment. Phải làm sao đây? Này có khắt khe về chiều cao không hả chị? Trên 1m6 hay là 1m62? Thank you câu hỏi của em Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Hữu Minh Tâm. Cái chiều cao, thực ra cao thì cũng tốt, nhưng mà Corona thì người ta xác định cái việc em có được vào hay không là khi mà thi tuyển thì người ta sẽ cho em với lên cái mức 2m2, có nghĩa là giơ thật cao tay lên như thế này và với lên cái mức mà 2m2, và em kiễng chắc lên cũng được, kiễng lên mà với được cái tầm đấy thì là ok, chứ không quan trọng là em 1m6 hay 1m62, miễn là em với được cái tầm đấy là ok. Em kiễng, em nhảy, em làm thế nào thì làm. 1-0 á, 1-0 nghiêng về đội nào ấy nhở? Cảm ơn Dương Lê Hải Thương. 1-0 cho Colombia. Yes! Rồi, mình đã bảo rồi mà, mình theo Colo mà. Yeah. Thấy chưa, mình đã bảo là Colom sẽ ok mà. Xem cái trận của Senegal với cả Nhật Bản là đã thấy Senegal không ổn rồi. Nói thêm về cái gì? Cái gì? Giang định nói gì ta quên. Đúng rồi, Nhật Bản thua à, Nhật Bản đâu, hôm đấy là Nhật Bản là hòa mà ta. Đấy, Nhật Bản đá với cả Senegal là hòa mà. Minh ơi, tiếng Anh Corona thì người ta không có yêu cầu bằng TOEIC nhá, không cần bằng tiếng Anh nhá. Nhớ nha. Corona thì không có yêu cầu bằng tiếng Anh. Tại vì người ta phỏng vấn bằng tiếng Anh rồi nên là người ta sẽ không yêu cầu bằng tiếng Anh đâu các bạn ạ. Bao giờ Trâm lấy chồng thế? Ui, còn lâu lắm. Trâm còn chưa có người yêu đây này. Trâm còn đang sợ ế đây này. Nhật với Ba Lan 0-1. Ôi. Thôi cũng được. Nhật thua nhưng mà vẫn được đi tiếp được phải không mọi người? Hôm nay bỉ với anh à? Bỉ với anh thì chắc chắn là anh sẽ thắng rồi. Phần thắng là nghiêng về anh rồi. Năm nay có yêu cầu 550 TOEIC chị ạ? Bộ công anh ơi, thế thì chắc là cái đấy là của Vietnam Airlines rồi. Chứ còn nếu mà Corona thì đâu có yêu cầu TOEIC đâu nhỉ? Lily Bùi ơi, chị vẫn đang cố gắng để tóc dài đây. Mọi người đừng chê tóc ngắn của chị nhá. Eo ơi, thế á? Đòi TOEIC rồi á? Chả hiểu sao đòi TOEIC làm gì nhỉ? Thế cái hồi mình thi đâu cần TOEIC làm cái gì đâu. Phỏng vấn bằng tiếng Anh mà vẫn đòi TOEIC thì chả hiểu để làm cái gì. Cuối cùng rồi lên máy bay cũng chả nói tiếng Anh, toàn nói tiếng Hàn Quốc. Nói chung là tất cả những cái gì mà về hồ sơ và những cái gì yêu cầu điều kiện bắt buộc thì các bạn có thể lên trang chủ của Asimico à? Asimico đúng không? Thì mọi người có thể thấy được cái yêu cầu cơ bản để ứng tuyển nhé. Đang bay còn đòi bổ sung à? Ôi dồi ôi, khiếp.
Mệt thế. Thôi nghỉ đi Tina ơi. Sắp hạ cánh là vừa rồi đấy. Rách việc. Thực ra mình thì mình thích làm những cái gì mà nó thuộc về, gọi là sao nhỉ, mình được làm chủ hơn là đi làm công ăn lương thật sự. Nói chung là tuổi trẻ thì nên có những cái khoảng thời gian 4-5 năm đi làm công ăn lương cho một công ty nào đấy hoặc một người chủ nào đấy thực sự thật giỏi để mình học hỏi. Còn sau đấy thì nếu mà thực sự mạnh mẽ và có cá tính thì nên đi ra làm riêng. Nguyễn Hữu Minh Tâm ơi, thực ra những cái thông tin mà về bổ sung cái tất cả những cái gì về hồ sơ em thì tốt nhất là em nên vào cái trang chủ của Asimico. Phải Asimico ở như Tina nhỉ? Theo chị nhớ là Asimico là cái công ty trung gian để ứng tuyển tiếp viên Việt Nam và Hàn Quốc. Thì em có thể vào cái trang chủ đấy để có thể biết thêm tất chi tiết nhất và rõ ràng nhất. Mà thực ra những cái đấy chị nghĩ là trên mạng có rất là nhiều. Bây giờ mọi người, chị thấy giới trẻ bây giờ rất là năng động ấy. Nói cái gì là Google một phát là gõ ra liền à, chứ không cần phải phải như mình ngày xưa. Mình ngày xưa đi thi bên Vietnam Airlines là suốt ngày hỏi đi gọi là sao nhỉ, gọi là đi inbox. đi inbox mấy cái bạn mấy anh, nhưng không phải mấy anh chị đã làm tiếp viên rồi, để hỏi từng người xem là kinh nghiệm thi tuyển như thế nào, rồi em phải làm như nào, em phải thế nọ thế kia. Nhưng mà thực ra cuối cùng mình thấy cái đấy cũng chỉ là một phần thôi, còn thực tế đi thi là biết nhau ngay, chứ không năm nào giống năm nào hết. Năm nay người ta dễ nhưng năm sau người ta khó thì cũng không biết làm nào. Là gì? À, mọi người còn thức nhiều nhờ. 1 giờ hôm nay là trận bồ, à trận gì, trận bỉ với anh hả mọi người? Thảo Thanh Lê, thực ra chị không thấy phiền vì khi các bạn hỏi, tại vì mình đã từng là người đi hỏi, các anh chị đi trước. Và thực ra là một người đã trải qua những cái thế rồi, đâm ra khi mà các bạn hỏi thì mình lại cảm thấy rất là thương các bạn. Tại vì mình thấy hình ảnh của mình ngày xưa suốt ngày phải đi tìm các Facebook các anh chị để hỏi xem là kinh nghiệm của các anh chị đi thi như thế nào, để mình cố gắng mình làm theo á. Thế nên, nhưng mà mình thấy các bạn rất là dễ thương. Nhưng mình hy vọng là những cái gì mình chia sẻ thì các bạn ấy có thể nắm được phần nào và tự tin thi tốt cho cái phần thi của mình nhé. Cảm ơn Ngọc Kỳ Lân Thanh Sơn ạ. À, em không biết là Facebook này là trai hay gái nên em cứ cứ gọi thế thôi nhé. Mình không biết các bạn nghĩ thế nào nhưng mà mọi người hay